Bà đốt nhà trâu. Ngày xưa, trâu và bò là hai anh em kết nghĩa, cùng sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Cả hai đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng. Trâu rất chăm chỉ làm việc, mọi công việc đồng áng, dù vất vả đến đâu, trâu cũng không ngần ngại. Ban ngày, nó kéo cày ở những đám ruộng sâu bùn lầy. Tối về, nó lại chăm chỉ giúp người kéo trục đập lúa. Khi người làm nhà, nó đảm nhiệm việc vào rừng kéo những cây gỗ dài và nặng. Nó miệt mài làm việc mà không bao giờ oán than một lời. Ngược với trâu, bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo, đất tơi xốp và nhẹ. Đêm đêm, khi trâu giúp người đập lúa, thì nó nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô. Trâu này, ta thấy người làm việc rất chăm chỉ, nên từ hôm nay, ta sẽ giao công việc trông coi đống rơm cho người. Người hãy làm tốt nha. Dạ, cảm ơn ông chủ đã tin tưởng. Tôi sẽ làm thật tốt công việc này. Tôi sẽ không để ông chủ phải thất vọng đâu ạ. Sao lão ấy lại giao cho anh Trâu trông coi đống rơm nhỉ? Đó là thức ăn dự trữ mùa đông của cả hai mà. Lẽ nào không muốn cho mình ăn sao? Anh Trâu, đống rơm này to quá nhỉ? Đủ cho chúng ta ăn trong cả mùa đông này đấy. Ừ, từ giờ anh sẽ phụ trách trông coi nó. Em muốn ăn thì phải xin phép anh đấy. Hả? Phải xin phép anh ư? Có nhất thiết phải như thế không? Xưa nay đâu có vậy đâu. Xưa nay ăn uống tự do, nhưng giờ khác rồi. Ông chủ đã giao nhiệm vụ cho anh là phải trông coi đống rơm này. Em hay bất cứ ai muốn động đến đều phải được sự đồng ý của anh. Chúng ta là anh em với nhau, đâu cần câu nệ lễ nghĩa làm gì. Lão chủ nói thì kệ lão đi, anh cần gì phải nhất nhất nghe theo chứ. Không được, nguyên tắc là nguyên tắc. Em nhất định phải xin phép anh. Anh sẽ tùy theo sức lao động của em mà phân cho em nhiều hay ít. Thế nên em hãy chăm chỉ làm việc vào đó. Em biết rồi. Đó là lắm chuyện thật. Bò, bò ơi. Anh Trâu đấy à? Có việc gì mà gọi em sớm vậy? Em đang ngủ mà. Giờ này còn sớm gì nữa, sắp trưa đến nơi rồi. Em mau dậy đi, chúng mình ra đồng đi cày nào. Thôi em không đi đâu, trời rét lắm. Ra đồng giờ này thì có mà rét run. Em muốn ngủ cơ. Rét thì rét, nhưng chúng ta vẫn phải làm việc chứ. Không làm thì lấy gì ăn. Ôi dào, lo gì. Vẫn còn đống rơm khô to tướng ấy còn gì. Ăn làm sao hết mà phải lo. Rét thế này thì cứ ngủ đi cho sướng, lúc khác làm sao. Em quên là đống rơm ấy giờ do anh quản lý và chỉ phân phát cho những ai làm việc thật sự thôi à. Em mau dậy đi làm đi, nếu không anh sẽ không chia phần rơm cho em đâu. Anh em với nhau mà anh nỡ làm thế với em sao? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ cơ mà. Anh nhẫn tâm bỏ đói em à? Anh đã nói rồi, nguyên tắc là nguyên tắc. Em không làm thì chắc chắn sẽ không được ăn. Anh sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua đâu. Mau dậy đi làm đi. Anh đúng là cái đồ cứng nhắc lạnh lùng. Anh thích đi thì cứ mà đi đi. Em không đi đâu. Anh đừng làm phiền em nữa. Anh Trâu ơi, anh Trâu. Có chuyện gì? Nửa đêm còn đến tìm tôi làm gì? Hôm nay anh đi cày về có mệt không? Có việc gì? Nói nhanh đi. Em đói quá. Anh cho em xin một bó rơm nhé. Xin rơm ư? Không cho. Cậu là đồ lười biếng, không làm việc thì đừng có mà xin ăn. Thôi mà, cho em một bó thôi. Em đói lắm rồi. Đã nói không cho là không cho, cút đi. Lười làm, trốn làm thì ăn ít thôi. Anh thật quá đáng.
Tôi đã nói như thế rồi mà anh vẫn không cho. Anh được lắm. Đói quá, không thể ngủ được. Hay là ra đấy ăn trộm một ít trơm nhỉ? Giờ này chắc lão trâu cũng ngủ rồi, chắc không biết mình lấy đâu. Khỉ thật, lão trâu vẫn chưa ngủ. Sao lão ấy khỏe thế chứ? Không buồn ngủ à? Hắn đứng canh thế làm sao mình lấy trộm được? Đói quá, làm thế nào bây giờ? Cái lão trâu keo kiệt này, có bó rơm mà cũng không cho mình ăn. Thế mà cũng là anh em à? Cậy được con người cưng chiều nên lên mặt với mình đây mà. Đã thế, mình cóc cần anh em gì nữa. Mấy ngày sau, hay lắm, hắn đã ngủ say rồi. Thời cơ để trả thù đến rồi. Tên trâu đáng ghét kìa, chính anh đối xử tệ với tôi trước, nên đừng trách tôi nhé. Ôi, cháy, cháy, cứu tôi với. Đáng đợi cái tên kia bò tham lam. Cho anh biết thế nào là lễ độ. Dám đối xử tệ với tôi à? Đổi quá, đống rơm sắp cháy hết rồi. Thật là lãng phí. Hay là đánh liều vào, rút ít rơm chưa cháy ăn tạm vậy. Khói quá. Xui quá, tự nhiên bị bốc cháy thế này. Chút nữa là thành châu quay rồi. May mà có dũng bùn này, chứ không thì... Trời, sao tay mình lại đen xì thế này? Hả? Toàn thân mình cũng đen thế này. Mình đã bị nhuốm màu bùn rồi sao? Không được, phải tắm rửa cho sạch sẽ, cho hết đống bùn trên người này đi mới được. Trời ơi, bộ lông trắng mượt của tôi đâu rồi? Sao giờ lại biến thành đen xì thế này? Xấu xí quá đi tôi. Tôi thì khác gì anh đâu. Bộ lông trắng muốt cũng bị ám khói trở nên vàng khè rồi này. Xấu xí quá đi mất. Khi không rút đầu vào đống rơm đang cháy làm gì không biết. Có phải cậu chính là tác giả của cái trò ngu ngốc đó không? À thì đúng là tôi đó. Ai bảo anh đối xử tệ với tôi làm gì? Đã thế thì tôi đốt hết, không cho ai ăn nữa. Đốt cả anh luôn. Trời ơi là trời, tôi đang tự hỏi tại sao đống rơm lại bốc cháy. Hóa ra là cậu. Chỉ vì miếng ăn mà cậu nỡ đối xử với người anh em của cậu như vậy sao? Tôi cũng chỉ muốn dọa anh một tí thôi mà. Cho anh chừa mà lần sau đối xử tốt với tôi hơn thôi. Không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Giờ thì tốt rồi, cả hai chúng ta đều đã bị biến dạng. Bộ lông trắng đẹp đều đã không còn. Tất cả là nhờ cậu đó. Từ nay không anh em gì nữa. Đường ai nấy đi. Sau lần bị cháy đó, cả trâu và bò đều không giữ được bộ lông trắng muốt vốn có. Trâu trở nên đen xì, còn bò thì màu vàng cho đến tận ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!